Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Mới đây, danh ca Thanh Tuyền đã gặp một tai nạn nghiêm trọng khi đang đi lưu diễn tại Setti, Mỹ. Tại show diễn, cô đã bị vấp ngã sau hậu trường khiến cho mọi người xung quanh hốt hoảng. Thanh Tuyền phải nhờ đến ca sĩ Cao Thái Sơn và MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đỡ mình đứng dậy. Ngay sau đó, nữ danh ca đã được đưa vào bệnh viện để điều trị. Danh ca Thanh Tuyền là một trong những nữ ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc vàng, cũng như nhiều ca sĩ khác cùng thế hệ, sở hữu được nét riêng biệt trong giọng hát. Khi cô cất tiếng hát lên là biết ngay đó là Thanh Tuyền, không lẫn vào đâu được bởi chất giọng đặc biệt, cách luyến lấy đã trở thành thương hiệu. Cô hát theo lối bạch thanh, giọng cao vút, ngân nga, trầm bổng. Là chị cả trong một gia đình nghèo ở Đà Lạt có tổng cộng đến 16 người con. Lên trung học, cô thi đậu vào trường nữ Bùi Thị Xuân danh tiếng nhất Đà Lạt. Dù nhà nghèo đông con nhưng vẫn cố gắng học giỏi và ước mơ sau này trở thành cô giáo. Tuy nhiên từ nhỏ như mai, tên thật của Thanh Tuyền đã say mê và có năng khiếu về ca hát. Vì vậy vào năm 1959, khi chị mới vừa lên trung học, cô đã đoạt được giải Thần Đồng Đà Lạt với ca khúc Nắng Đẹp Miền Nam của nhạc sĩ Lam Phương. Đầu thập niên 1960, khi còn đang đi học, Thanh Tuyền được nhận vào hát ở đài phát thanh, đồng thời được người cậu chị dẫn nhạc lấy sơ cấp. Trong một lần thu thanh tại đài phát thanh, ca khúc Vọng Gác Đêm Sương của nhạc sĩ Mạnh Phát được chính nhạc sĩ Mạnh Phát tình cờ nghe được và nhận ra những tiềm năng của cô nữ sinh Đà Lạt. Sau đó nói lại với nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, giám đốc hãng đĩa Continental. Tuy sức khỏe chưa bình phục, giọng nói khá thều thào, nhưng danh ca Thanh Tuyền vẫn cố gắng quay lại một clip ngắn để gửi lời xin lỗi đến Quang Lê và khán giả. Vì tai nạn này mà cô đã không thể tham gia live show hát trên quê hương của nam ca sĩ vừa qua. Quang Lê ơi, cho mẹ gửi lời xin lỗi. Mẹ không về được vì ba bệnh, rồi tới phiên mẹ bệnh nữa. Ngày hôm 31 mẹ hát ở City rồi bị té ở chỗ hát. Mẹ nhờ Cao Thái Sơn đỡ mẹ, có Nguyễn Cao Kỳ Duyên nữa. Bây giờ mẹ nằm trong bệnh viện, con xin lỗi dùm khán giả cho mẹ. Thật sự, mẹ cũng muốn bay về chỗ con nhưng cái không may cứ xảy ra liên tiếp. Tối đó mẹ bị té ngã sau hậu trường, giờ mẹ phải về khám bác sĩ. Không, người ta không cho lên máy bay, hiện tại mẹ cũng bệnh lắm. Con xin lỗi khán giả dùm cho mẹ, cảm ơn con, danh ca Thanh Tuyền nói. Vừa qua, nữ danh ca Thanh Tuyền đã có buổi gặp gỡ báo chí để chia sẻ về live show Để Đời sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh. Thanh Tuyền cho biết cô rất háo hức mong chờ được biểu diễn khoảng 25 ca khúc trong đêm nhạc nhiều ý nghĩa này đối với cô. Tuy nhiên khi biểu diễn và trở về từ Đà Nẵng, nữ ca sĩ bất ngờ bị ốm nặng nên đành phải hủy live show và dời sang một thời điểm khác do tình hình sức khỏe của cô không đảm bảo để biểu diễn. Danh ca Thanh Tuyền chia sẻ, việc phải ngừng show ngay sát ngày diễn ra chương trình làm tôi cảm thấy rất buồn vì không ngờ giờ chót tôi bị bệnh, đuối sức và không thể tiếp tục biểu diễn cho live show. Sức khỏe không đảm bảo khiến tôi cảm thấy không an toàn để biểu diễn, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến khán giả vì tôi không thể hát trọn vẹn, mang đến những tiết mục tròn trịa cho khán giả thưởng thức. Tôi và ban tổ chức thống nhất với nhau sẽ dời sang một ngày khác để show diễn có thể diễn ra trọn vẹn hơn. Tôi đã lo lắng rất nhiều vì sợ khán giả thương yêu mình, chuẩn bị sẵn sàng háo hức để xem show diễn mà giờ chót mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn của mình. Tôi mong rằng khán giả hãy hiểu và thông cảm cho tôi, đây là một chuyện ngoài ý muốn của tôi. Thanh Tuyền là học trò của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, sau này cũng trở thành học trò của nhạc sĩ Mạnh Phát và được hai nhạc sĩ tên tuổi này hết lòng nâng đỡ để sau đó trở thành một danh ca nhạc vàng nổi tiếng suốt hơn nửa thế kỷ qua. Rời quê hương Đà Lạt, Thanh Tuyền xuống Sài Gòn ở chung với vợ chồng nhạc sĩ Mạnh Phát Minh Diệu để học nhạc và bắt đầu những bước đầu tiên trên con đường sự nghiệp. Ca khúc đầu tiên được ca sĩ Thanh Tuyền thu trong dĩa nhựa là Dấu Chân Kỷ Niệm. Ngay lập tức đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả, cô cùng góp mặt lần đầu tiên trong một chương trình nhạc của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương trên đài truyền hình và liên tục trong nhiều chương trình khác. Mặc dù là học trò của Nguyễn Văn Đông và độc quyền cho hãng Sơn Ca và Continental của nhạc sĩ này, nhưng Thanh Tuyền vẫn được cho phép hát cho các hãng khác, đặc biệt là vào năm 1966 khi cô bắt đầu cộng tác với hãng đĩa Asia Sóng Nhạc và hãng đĩa Việt Nam. Tên tuổi Thanh Tuyền vụt sáng với rất nhiều ca khúc ăn khách, nhất là Đà Lạt Hoàng Hôn và Nỗi Buồn Hoa Phượng, những bài hát đã khẳng định được tên tuổi và vị trí của Thanh Tuyền đối với công chúng. Cho đến năm 18, Thanh Tuyền đã là một cái tên sáng giá trong làng nhạc Sài Gòn, nhưng cô chỉ thu dị và hát cho đài phát thanh. Sau đó cô mới đủ tuổi hát phòng trà và đặt chân vào hát tại các vũ trường như Tự Do, Maxim.
thời đỉnh cao, Thanh Tuyền cho biết cô hát cho 6 phòng trà mỗi đêm. Từ năm 1967 đến 1968, Thanh Tuyền bắt đầu hát song ca cùng ca sĩ Chế Linh và trở thành một hiện tượng, được trở thành đôi song ca nhạc vàng được yêu thích nhất từ trước đến nay. Người ghép đôi để Thanh Tuyền hát song ca cùng Chế Linh chính là hai người thầy là nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông và Mạnh Phát. Bạn Thu Thanh hái hoa rừng cho em của nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân trong dĩa nhựa Continental đánh dấu lần đầu Chế Linh Thanh Tuyền song ca và ăn khách ngoài mong đợi. Những hạng đĩa khác sau đó đã tiếp tục khai thác cặp đôi song ca này, cũng như hàng loạt ca khúc được sáng tác để Chế Linh Thanh Tuyền song ca. Đó là Con đường xưa em đi, Phút cuối, Tình bơ vơ. Năm 1970, Thanh Toàn đoạt hai giải Kim Khánh và là nữ ca sĩ được yêu thích nhất và album được yêu thích nhất trên báo Trắng Đen do khán giả bình chọn. Từ năm 1972 đến 1974, theo cuộc trưng cầu ý kiến độc giả của nhật báo Trắng Đen, Thanh Tuyền đều được bình chọn là nữ ca sĩ ăn khách nhất. Năm 1968, Thanh Tuyền lên xe hoa. Cô không hát phòng trà nữa mà chỉ tiếp tục hát trong băng đĩa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.